Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 27 tháng 7 kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Mới đây, tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và gặp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, người dân Việt Nam sẽ mãi ghi nhớ, sẽ mãi tự hào về ý chí quật cường của các thế hệ cha ông đã viết nên những bản hùng ca quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, mang lại độc lập, hòa bình hôm nay. Nhân dịp này, tuổi qua Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị trang trọng tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đến các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chín và thành cổ Quảng Trị. Tham dự lễ viếng có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân tham dự lễ viếng. Tại hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín, trong không khí linh thiêng, trang nghiêm và thành kính, lãnh đạo tỉnh trang trọng đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, tự do cho Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã làm nên những chiến công hào hùng bất khuất của dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Truyền thống anh hùng cách mạng đó đã và đang được gìn giữ, phát huy. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị mãi mãi ghi nhớ và biết ơn sâu sắc. Tất cả những điều đó đã được thể hiện thông qua việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Quảng Trị đối với gia đình, thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và công tác đền ơn đáp nghĩa, cũng như nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, tri ân sâu sắc đến những người con ưu tú của Tổ quốc. Với nghĩa cử Quảng Trị vì cả nước vì Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị luôn tâm niệm phải có trách nhiệm hơn nữa với những anh hùng liệt sĩ là những người con ưu tú của các tỉnh thành cả nước đang yên nghỉ tại quê hương mình, góp phần làm yên lòng gia đình các thân nhân liệt sĩ. Cùng với ngân sách nhà nước, nhiều năm qua, tỉnh Quảng Trị đã huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng và tôn tạo các nghĩa trang tôn nghiêm, sáng, xanh, sạch, đẹp và ngày càng khang trang hơn, đáp ứng nhu cầu thăm viếng, tri ân của đồng bào chiến sĩ cả nước, du khách gần xa. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín trở thành những công trình của văn hóa tâm linh được đông đảo nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế đến thăm viếng, tri ân, tham quan và tưởng niệm. Đến đặt vòng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm thành cổ Quảng Trị, lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị trong cuộc chiến 81 ngày đêm lịch sử từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972. Kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn, thành kính, tri ân đến sự hy sinh lớn lao của những người con bất khuất, trung kiên, đã tô thắm thêm màu cờ cách mạng, làm rạng ngời truyền thống đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm của quê hương đất nước. Chiến công thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử cách mạng Việt Nam chiến tích hào hùng đầy máu lửa, làm lay động lương tri loài người, là bản hùng ca về tinh thần quả cảm, xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của quân, dân Quảng Trị và cả nước. Lịch sử mãi tôn vinh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng.